Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người cái bộ nước hoa gồm có 5 nọ này rất là hot. Giá của cái bộ này trên thị trường thì có rất nhiều giá, như là từ 250 đến 300 nghìn. Mình bán 200 nghìn một bộ này. Gồm có 5 nọ nước hoa mini, 5 set. Trong này là một cái tờ giới thiệu nhỏ nhỏ. Đây. Thì những cái set hoa nước hoa mini này nhìn rất là sang trọng, có thể làm quà tặng hay là quà Valentine. Rất là hợp túi tiền mà các bạn gái cũng rất là thích. Thì cái những cái lọ nhỏ nhỏ này mình có thể là đựng ở trong tủ quần áo ấy, mở nắp ra để trong tủ quần áo, mùi hương rất là thơm và lâu, rất là lâu hết. Cái nọ này nhìn rất là xinh. Cái này nó đóng chắc khó lấy quá. Sắp đến ngày Valentine rồi, bạn nam nào mà còn phân vân chưa biết chọn quà cho bạn nữ, các bạn nữ thì mình giới thiệu cho các bạn cái bộ set này, giá chỉ có 200 nghìn thôi mà nhìn hộp rất là sang trọng này, dùng được nhiều, lại còn được có nhiều mồi nữa.